Ha Ji-won là diễn viên nữ diễn viên số 1 tại Hàn Quốc và cô được biết đến với vai diễn đã mang lại cho mình giải nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong phim Secret Garden và còn nổi danh qua các phim như là Hoàng hậu Ki hay là Sex is Zero. Và với tư cách là đại sứ thiện chí châu Á thứ 2 sau diễn viên Thành Long của tổ chức Operation Smile, nữ diễn viên này sẽ có mặt tại Hà Nội để làm từ thiện. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức Operation Smile, Ha Ji-won, nữ diễn viên xinh đẹp Hàn Quốc vừa được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của tổ chức này, sẽ có 2 ngày làm việc tại Hà Nội là 15 và 16 tháng 11. Tại Hà Nội, cô sẽ tham gia hội thảo gây quỹ cho tổ chức chuyên thực hiện những ca phẫu thuật hở hàm ếch hay vòm miệng cho trẻ em ở những quốc gia kém phát triển. Về phía Việt Nam sẽ có sự tham gia của Hoa hậu Đặng Thù Thảo, Mai Phương Thúy, Á hậu Hương Giang, Á hậu Hoàng My, ca sĩ Mỹ Linh, ca Thị Uyên. Hoạt động đáng chú ý trong chương trình là màn đấu giá từ thiện để ủng hộ quỹ thực hiện các ca phẫu thuật hở hàm ếch cho trẻ em khó khăn tại Việt Nam.